chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đẹp Đẹp Vlog của mình, nơi mà các bạn có thể cập nhật được những kỹ năng, những kinh nghiệm trong lĩnh vực spa, đồng thời cập nhật được các mẹo làm đẹp tại nhà. Mình cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc vì được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Xông hơi mặt là một trong những phương pháp làm đẹp khá là phổ biến hiện nay. Xông hơi mặt không chỉ giúp cho cơ thể cảm thấy thư giãn, thoải mái mà còn giúp làm sạch da, đào thải độc tố cho da rất là hiệu quả, đặc biệt là những làn da bị nhiễm corticoid. Vậy, xông hơi mặt có tác dụng cụ thể gì? Và khi xông hơi mặt thì cần lưu ý những điều gì và cách thực hiện xông hơi mặt như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất trong việc làm đẹp? Thì các bạn đừng bỏ lỡ video của mình ngày hôm nay nhé! Đầu tiên là mình sẽ nói về tác dụng của việc xông hơi. Tác dụng đầu tiên của việc xông hơi đó chính là làm sạch da. Vì da của chúng ta có cơ chế là gặp nóng thì nó sẽ giãn nở cái lỗ chân lông ra và khi gặp lạnh sẽ co lại. Do đó chúng ta sẽ áp dụng cái nguyên lý tận dụng sức nóng của hơi nước làm giãn nở cái lỗ chân lông ra. Và khi các lỗ chân lông giãn nở ra thì nó sẽ đào thải tất cả những cái vi khuẩn bụi bẩn tích tụ, đồng thời đào thải tất cả những cái bã nhờn mà tích tụ ở trong lỗ chân lông, khiến cho da của chúng ta sạch hơn, giảm mụn, ngăn ngừa mụn hình thành, đồng thời thải độc tố cho da cũng rất là hiệu quả. Bên cạnh đó, xông hơi còn giúp thúc đẩy tuần hoàn. Khi xông hơi thì hơi nước nóng sẽ tác động lên da của chúng ta, làm da của chúng ta tăng tiết mồ hôi, thúc đẩy tuần hoàn máu dưới da và làm da của chúng ta trở nên hồng hào hơn, rạng rỡ hơn. Ngoài ra, khi xông hơi thì lưu lượng máu tăng lên, làm cho da của chúng ta nó kích thích sản sinh collagen và làm cho da của chúng ta săn chắc hơn, trẻ trung hơn mỗi ngày các bạn. Và ưu điểm thứ ba của việc xông hơi đó là sau khi xông hơi xong thì da của chúng ta đã sạch hoàn toàn. Do đó, đó là thời điểm vàng để chúng ta thực hiện tất cả những cái bước chăm sóc da sau đó. Sau khi xông hơi xong thì chúng ta có thể thực hiện các cái phương pháp chăm sóc da như đắp mặt nạ, hoặc là sức serum, hoặc là kem dưỡng gì đó, hoặc là chúng ta có thể thực hiện cái quy trình chăm sóc da ban đêm ngay sau đó, rất là ok. Da của chúng ta hấp thụ các cái sản phẩm lúc này rất là tốt các bạn. Và công dụng thứ tư của xông hơi đó chính là giúp cho da cũng như cơ thể của chúng ta cảm thấy thư giãn hơn. Khi xông hơi thì mùi thơm của tinh dầu sả, tinh dầu chanh, tinh dầu bưởi, tinh dầu kem, những cái loại tinh dầu mà chúng ta cho vào khi xông hơi, nó sẽ xộc lên mũi và làm cho cơ thể của chúng ta cảm thấy hoàn toàn được tự do, toàn được cảm thấy thoải mái. Và da và cơ thể chúng ta cũng đã cảm thấy rất là thư giãn các bạn. Ngoài ra thì khi xông hơi cũng rất tốt cho những người đang gặp cảm lạnh hoặc là đang bị nghẹt mũi. Xông hơi xong thì cơ thể chúng ta sẽ cảm thấy khoan khoái, khỏe mạnh và cảm hoặc là nghẹt mũi cũng giảm rõ rệt các bạn. Để thực hiện việc xông hơi, chúng ta cần chuẩn bị một số nguyên liệu sau. Thứ nhất, chúng ta cần chuẩn bị chanh. Trong chanh có chứa nhiều acid citric, chất này giúp trung hòa kiềm trên da, từ đó ngăn ngừa và làm mất sắc tố xấu. Ngoài ra, trong chanh còn chứa vitamin A, vitamin C, vitamin P có thể hấp thụ được qua da, làm da đẹp mịn màng hơn. Nguyên liệu tiếp theo mà chúng ta cần chuẩn bị đó chính là sả. Sả không chỉ được biết đến là một loại gia vị mang lại hương thơm đặc trưng mà còn là nguyên liệu làm đẹp da an toàn, hiệu quả. Trong sả có chứa nhiều vitamin như vitamin E, vitamin C, vitamin B và các acid folic rất tốt để nuôi dưỡng da. Trong sả còn có chứa nhiều khoáng chất như kali, magie, phosphor, mangan, đồng, kẽm, sắt giúp da được căng khỏe và tràn đầy sức sống hơn. Đồng thời, tính kháng khuẩn và tính chống oxy hóa có trong sả giúp ngăn ngừa lão hóa da, ngăn ngừa nếp nhăn, đồng thời giải quyết các vấn đề về viêm nang lông và trị mụn hiệu quả. Chính vì vậy, sả là một nguyên liệu rất được ưa chuộng trong xông hơi tại nhà và tại các spa. Nguyên liệu thứ ba mà chúng ta cần chuẩn bị đó chính là lá tía tô. Trong lá tía tô có nhiều chất chống oxy hóa, flavone, acid béo omega 3 nên chống lại cái gốc tự do làm hư hại tế bào, ngăn ngừa lão hóa sớm. Ngoài ra, trong lá tía tô còn có chứa các thành phần chống viêm như lutein, acid taurin và các đặc tính kháng khuẩn. Vì vậy, nó hỗ trợ điều trị mụn rất hiệu quả.
Do đó, lá tía tô cũng là một trong những nguyên liệu được ưa chuộng trong việc xông hơi tại nhà. Nguyên liệu thứ tư mà chúng ta cần chuẩn bị đó chính là muối biển. Muối biển chứa nhiều vitamin và khoáng chất như kẽm, magie, canxi, natri, vitamin A, vitamin C, vân vân, cần thiết cho sự nuôi dưỡng làn da, đặc biệt là natri, vitamin A và vitamin E có khả năng đẩy nhanh sự phục hồi và tái tạo làn da. Đồng thời, muối có tính sát khuẩn cao, do đó có thể diệt vi khuẩn gây mụn hiệu quả. Do đó, muối cũng là một trong những nguyên liệu được ưa chuộng trong việc xông hơi, làm đẹp tại nhà. Tất cả các nguyên liệu như chanh, sẻ, lá tía tô mua ngoài chợ về thì chúng ta sẽ rửa sạch. Sau đó, chanh chúng ta sắt thành từng lát mỏng. Sẻ cũng sắt thành từng lát mỏng. Lá tía tô chúng ta sẽ ngắt thành từng lá và vỏ nhẹ. Chúng ta sẽ lấy một nồi nước đun sôi trên bếp lửa. Khi nước sôi thì chúng ta cho tất cả các nguyên liệu chanh, sẻ, lá tía tô và muối vào nồi nước và đậy nắp đun sôi khoảng 5 phút cho tinh dầu tiết ra hoàn toàn. Sau khi nồi nước xông đã sôi được 5 phút thì chúng ta bắt đầu thực hiện việc xông hơi tại nhà như sau. Đầu tiên, đối với nồi nước xông đã sôi thì chúng ta sẽ đổ cái phần nước sôi đó vào trong một cái tô. Tiếp theo, chúng ta sẽ đặt cái tô nước mình vừa chắt ra ngồi trước tô nước và dùng một cái khăn lớn trùm lên đầu và bắt đầu thực hiện việc xông hơi tại nhà. Vậy thì xông hơi có nhiều công dụng tuyệt vời như vậy rồi. Thì khi xông hơi chúng ta cần lưu ý những điều gì? Thì mình sẽ chia sẻ một số vấn đề lưu ý khi chúng ta xông hơi như sau. Lưu ý thứ nhất mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là chúng ta nên làm sạch da trước khi xông hơi. Thì làm sạch da tức là chúng ta sẽ tẩy trang, rửa mặt, tẩy tế bào chết để cho da của chúng ta nó sạch sẽ hoàn toàn trước. Thì chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện xông hơi. Và sau khi xông hơi xong thì chúng ta có thể dùng tăm bông hoặc là chúng ta sẽ đeo găng tay cao su lên và chúng ta sẽ bóp nhẹ mũi hoặc là vùng cằm ở cái vùng chữ T để lấy sạch tất cả những cái mụn đầu đen hoặc là những cái sợi đã nhờn. Lúc này da của chúng ta rất là mềm và thực hiện cái việc lấy nhân mụn hay là sợi đã nhờn ra rất là dễ các bạn. Mình chỉ cần bóp nhẹ thôi là nó đã trồi lên rồi. Và sau khi làm sạch mụn hoặc là sợi đã nhờn xong thì chúng ta sẽ rửa sạch lại mặt bằng nước mát. Các bạn lưu ý là mình rửa lại bằng nước mát nha các bạn. Và sau khi rửa bằng nước mát xong thì mình sẽ dùng bông, mình thấm khô toàn mặt của mình và mình dùng nước hoa hồng, cho nước hoa hồng vào bông và mình sẽ lau lại toàn mặt của mình lại một lần nữa để che kín lỗ chân lông hoàn toàn. Và sau khi lau nước hoa hồng xong thì mình sẽ thực hiện các cái bước chăm sóc da như là đắp mặt nạ hoặc là serum, sữa dưỡng, kem dưỡng, tức là mình sẽ thực hiện cái quy trình chăm sóc da ban đêm ngay sau cái bước mà mình đã xức nước hoa hồng xong các bạn. Lúc này là thời điểm vàng để chúng ta chăm sóc da nên mình sẽ tận dụng cái thời điểm này, đừng bỏ qua nhé các bạn. Vì các cái bước xông hơi mà mình chuẩn bị thì nó cũng rất là lỉnh kỉnh và tốn nhiều thời gian rồi, nên mình đã thực hiện rồi thì mình nên tận dụng để mình chăm sóc da để đạt hiệu quả tốt nhất nha các bạn. Ngoài ra, vấn đề thứ hai mà các bạn cần lưu ý trong quá trình xông hơi đó chính là thời gian xông hơi. Chúng ta xác định da của mình thuộc loại da như thế nào để mình lựa chọn cái thời gian xông hơi cho phù hợp. Đối với những làn da khô, da kích ứng, da mỏng thì chúng ta chỉ nên xông hơi 5 phút, tối đa 5 phút thôi các bạn. Xông hơi nhiều không tốt cho da, dễ làm da bị khô hơn và kích ứng hơn. Và đối với những làn da khô, da kích ứng, da mỏng thì chúng ta chỉ xông hơi 5 phút vào một tuần 1 đến 2 lần, không nên quá lạm dụng việc xông hơi. Và đối với những làn da khỏe mạnh, da dày thì chúng ta có thể thực hiện xông hơi 10 đến 15 phút và thực hiện 1 đến 2 lần trên một tuần, cũng không thực hiện việc xông hơi quá nhiều lần trong một tuần nha các bạn. Và lưu ý thứ ba mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là trong quá trình xông hơi thì mình có thể điều chỉnh cái khoảng cách giữa mặt và cái tô nước xông hơi. Khi tô nước nóng mình vừa mới nấu xong mình đổ vào để mình lấy một cái khăn mình chùm lên mình xông hơi á, thì thời gian đầu cái sức nước nóng, cái hơi nước rất là nóng, do đó mình nên để khoảng cách giữa mặt và cái tô là khoảng từ 30 đến 40 cm. Mình xông hơi một lúc xong mình cảm thấy hơi nước nó đã giảm bớt nhiệt rồi, nó bớt nóng rồi, thì mình sẽ để mặt mình sát lại một xíu nữa là khoảng từ 25 đến 30 cm là ok. Mình không để xa quá cũng không để xa quá,
Tức là mình sẽ điều chỉnh cái khoảng cách giữa mặt của mình và tô nước làm sao cho phù hợp để mình cảm thấy thư thái nhất, thoải mái nhất. Chứ mình đừng có vì mình cảm thấy là à xông hơi là tốt quá, mình phải ráng chịu đựng, ráng chịu nóng để cho da mình là tốt, nhưng không phải đâu các bạn. Cái gì quá cũng không ok đâu các bạn ơi. Nên mình để ý cái vấn đề này ha. Và các bạn lưu ý, trong quá trình xông hơi thì mình nên nhắm mắt lại để tránh cái tình trạng kích ứng cho mắt nha các bạn. Như vậy mình đã chia sẻ cho các bạn tất tần tật những cái vấn đề về việc xông hơi tại nhà. Xông hơi rất là tốt với da, giúp đào thải độc tố cho da, trị mụn, ngăn ngừa mụn, làm sáng da, nuôi dưỡng da khỏe mạnh, săn chắc hơn, khỏe mạnh hơn, trẻ trung hơn. Tuy nhiên, chúng ta cần thực hiện xông hơi đúng cách và đúng phương pháp nhé các bạn. Không nên quá lạm dụng việc xông hơi. Các bạn có thể thực hiện xông hơi một tuần 1 đến 2 lần để chăm sóc làn da của mình ngay tại nhà nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Trước khi rời đi, các bạn đừng quên cho video của mình một like và share video của mình để lan tỏa cho những người khác cùng tham khảo thêm và cùng làm đẹp với mình. Và ngoài ra, các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn quả chuông ngay bên cạnh để cập nhật những video mới nhất từ Điều Đẹp Vlog. Cảm ơn các bạn đã luôn luôn yêu thương, ủng hộ và đồng hành cùng kênh Đồng Đẹp Vlog của mình. Một lần nữa, mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye!